khó khăn là xa bác, xa bộ chính trị, nếu có vấn đề gì mà cần giải quyết thì thôi, không thực sự thì bà con chủ cần liên hệ là cử quân tại ngoại cho chủ toàn quyền, bản nhân ý thì cứ làm. Rồi lúc ra về thì bà nói thêm một câu là trần ngay nhất định đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Các bà mẹ anh hùng, người bao nhiêu người mà đã nằm lại, thì đó là những gì? Chàng trai bất động, thời đại ngày nay. Lúc đã được chiếm đi sâu bay lên trời, nhưng mà chúng ta nhớ mãi, mình nhớ như vậy mình luôn không phải làm cho mình nhớ ta xứng đáng với cái sự hy sinh của bao nhiêu anh hai lịch sử chúng ta cũng chỉ làm tốt nhiệm vụ đó.